Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm cái clip này là để hướng dẫn anh em làm sao để kiếm được cái vảy thạch hồng môn. Đó là cái này là mình không phải nói là để trình mua nha, mình chỉ chú trọng là mình hướng dẫn là mấy bạn làm sao để kiếm được vảy thạch hồng môn chứ không phải là để là nạp kim cương vô mà mua. Đó, cái đó là cái vấn đề quan trọng. Rồi. Thì đây là để kiếm được cái vảy thạch này nè, vảy thạch hồng môn này nè. Thì cái mà mình hướng dẫn đây là mấy bạn trước tiên thì mấy bạn sẽ đi farm phụ bạn, ở đó là farm phụ bạn ở hang người tuyết. Thì hang người tuyết thì mấy bạn kiếm được 4 mảnh vảy thạch xương bạc đó, 4 mảnh vảy thạch xương bạc thì bạn sẽ ra được cái là vảy thạch xương bạc. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, đây là mình chia hai vấn đề chính. Vấn đề thứ hai là mấy bạn phải farm ở cảng quyết sắt. Thì để cảm biến sắt thì mấy bạn sẽ farm ra được mảnh vảy thạch thủy nguyệt. Thì khi farm ra được 4 mảnh này bạn sẽ ghép được thành là vảy thạch thủy nguyệt. Thì các bạn mình nói như vậy là để làm gì? Là cái mình để như nói như vậy là để mấy bạn sẽ kiếm đã sẽ ra để nâng cấp lên thành vảy thạch hồng môn cấp 1. Đây. Thì khi bạn có vảy thạch xương bạc thì mấy bạn sẽ có khi bắn vào mấy bạn vào quản lý trang bị. Thì ở đây cái này là về và ngoại hình thì mấy bạn sẽ không đổi được. Khi nâng cấp lên vảy thạch hồng môn thì mấy bạn thay đổi ngoại hình được, dành cho mấy bạn cài đây. Mấy bạn thấy chữ quản lý trang bị nâng cấp không? Thấy mấy bạn thấy tiến hóa không? Từ vảy thạch xương bạc sẽ lên vảy thạch hồng môn cấp 1. Đây. Là làm sao để nâng cấp thì yêu cầu nguyên liệu nó là gì? Nguyên liệu của nó là cần vảy thạch thủy nguyệt. Bởi vì là mình mới kêu mấy bạn là kêu đi cảng quyết sắt để đi farm và kiếm ra được mảnh vảy thạch thủy nguyệt thì mấy bạn sẽ ra được cái vảy thạch thủy nguyệt này đây. Vậy khi đó tiến hóa lên thì mấy bạn sẽ được vảy thạch hồng môn cấp 1. Và quả thạch hồng môn này thì chỉ có thể phong ấn chứ không thể giao dịch. Đó, vậy thôi thì phong ấn thì cái này cách này thì mình chỉ cho các bạn là dành cho những ai chưa có vảy thạch này thôi, dành cho những bạn nào chưa có vảy thạch này, chưa có vảy thạch hồng môn này, dành cho mấy bạn cài đó thì mấy bạn cứ việc mà cài quyết liệt rồi. Thì đối với mảnh vảy thạch xương bạc thì mình đã đi được thì mình đi được 223 lần thì sẽ có được 8 mảnh đó, mình được hai vảy thạch này để mình đủ có 8 mảnh. Còn đối với cảng bóng mờ cảng quyết sắt thì mình đã đi 92 lần, nhưng cái 92 lần này đây thì mình vẫn hình như là mình vẫn chưa có được cái mảnh nào hết, thiệt luôn, mình vẫn chưa có được cái mảnh nào hết. Thì cái đây là cách cài thôi, thì mình thấy chắc cũng hơi hơi khó mấy bạn thôi, thì mấy bạn cứ việc cài thôi chứ biết sao giờ. Nếu mà mấy bạn chưa có thì cứ cài đi, thì cài ở cả quyển sách thì rất là lợi lợi, vừa có vàng mà vừa có kết tinh linh thạch nữa, rồi có vũ khí nữa để có thành bột rồi, quá ngon rồi đúng không? Đó. Thì cảm ơn các bạn, đến đây là mình cái vấn đề tập trung đó là mình hướng dẫn mấy bạn làm sao để kiếm được cái vảy thạch hồng môn chứ không phải là bể mua đó. Rồi chúc các bạn may mắn và kiếm được cái vảy thạch hồng môn cho mình để được nhân vật của mình mạnh hơn. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Nếu thấy video này có bổ ích cho các bạn thì hãy bấm một like cho cái video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.